nghệ thuật khắp nơi. Đi mấy con này đây. Đây là con rùa hình lành. Bò sát. Đây nó về. Bò sát hình lành luôn. Thằng nó thích hình lành. Con đó là con tắc kè. Tắc kè. Con đang rú. Đây lấy. Đây lấy cái cất tiền lành luôn, cất tiền lành. Là con mắt luôn. Nghe cái. Hươu cổ đâu? Thấy đâu hươu cổ, thấy đâu? Phải phải. Nghệ thuật, nghệ thuật. Con đây nghệ thuật hơn. Hả? Con đây nghệ thuật nhất à. Nghệ thuật nhất á. Phân tích nghệ thuật của Nghi rồi. Lý do nào còn nói nghệ thuật nhất? Là mắt. Cái thằng này là hai con mắt rồi. Ha. Cái lời hai mắt là nghệ thuật đúng không? Toàn cảnh một lần nữa coi nha. Đây giống con khỉ nè chứ con. Đây khỉ nè. Đây nè, đây khỉ nè. Đúng khỉ không? Không, thấy nó kèm hơn. Hả? Thấy nó kèm hơn. Bây giờ cái lưng sáng với lại này chỉ là cái bàn dưa thôi mà có được mấy con đẹp ha. Bàn ghế đá. Hả? Để thật khắp nơi mà. Đây không có à? Trọng, đứa nào vỉa đây Trọng. Đứa nào vỉa đây. Nghệ thuật đó chứ. Thấy nghệ thuật chưa? Nhất là cái con khỉ, con gì đây, con đang khỉ phải không? Thuyền lầy. Thuyền lầy, thấy hai cái thuyền lầy không? Làm mắt. Nghệ thuật khắp nơi mà. Cái gì con?